Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2024. Biến tảo xanh thành năng lượng tại Chile. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 7 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 để thảo luận cho ý kiến đánh giá về tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2024, tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, tình hình triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025. Thủ tướng đề nghị các thành viên chính phủ phân tích mặt được, mặt hạn chế, bài học kinh nghiệm, đưa ra các dự báo, nhận định về tình hình tháng 9 và thời gian tới để tiếp tục chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao hơn. Cơn bão số 3 mang tên Jagi đã cập bờ muộn hơn so với dự báo, tuy nhiên vẫn giữ nguyên cường độ bão mạnh khi đổ bộ vào đất liền. Chiều tối ngày hôm nay, mùng 7 tháng 9, bão đã đổ bộ vào các tỉnh ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Tại Hà Nội, ghi nhận có gió mạnh từng cơn với lượng mưa lớn. Từ ngày hôm nay đến sáng mùng 9 tháng 9, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 350 mm, có nơi trên 500 mm. Mọi công tác ứng phó ở các địa phương đã sẵn sàng. Vấn đề cần đặc biệt lưu ý lúc này, khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong thời gian bão đổ bộ. Theo công điện mới của Thủ tướng Chính phủ là khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, và trong công điện của Bộ Công an thì cũng yêu cầu lực lượng công an các địa phương là hướng dẫn rồi là các thứ hạn chế bà con ra đường. Lưu ý thông tin xuống các địa phương, nhất là các địa phương ven biển, cấm các phương tiện lưu thông qua lại đi lại trên đường. Vì nếu mà gió cấp 10 mà đổ bộ vào ấy, thì người đi lưu thông trên đường chắc chắn là sẽ bị quật đổ. Trước diễn biến phức tạp và khó lường của bão số 3, cơ quan phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương tiếp tục duy trì nghiêm lệnh cấm biển, khuyến cáo người dân hạn chế đi ra ngoài đường nếu không có việc thực sự cần thiết, triển khai công tác đảm bảo an toàn, triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực trũng thấp có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Vâng, chỉ hơn 1 giờ sau khi bão Jagi đổ bộ, đảo Hải Nam đã xảy ra tình trạng mất điện đủ để thấy mức độ tàn phá của bão Jagi. Cơn bão đã ảnh hưởng đến 830.000 hộ gia đình trong tỉnh. Sở cung cấp điện của tỉnh đã thành lập một đội ứng phó khẩn cấp gồm 7.000 thành viên để bắt tay vào sửa chữa ngay khi điều kiện cho phép. Các chuyến bay, các tuyến đường thủy từ tỉnh này đã bị đình chỉ, các trường học, công sở phải tạm thời đóng cửa. Jagi được ghi nhận là cơn bão nhiệt đới mạnh thứ 2 thế giới tính đến thời điểm hiện tại trong năm 2024, sau cơn bão cấp 5 Barry ở Đại Tây Dương và là cơn bão mạnh nhất ở lưu vực Thái Bình Dương trong năm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày đầu tiên của năm học mới, khi hàng triệu trẻ được đến trường thì có những bệnh nhi đang phải chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Vừa qua, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhi 13 tuổi mắc ung thư vòm miệng, không chỉ mang lại sự sống cho em mà giúp em thực hiện ước mơ trở lại trường. Phát hiện mắc ung thư vòm họng biểu hiện mô biểu bì nhầy vào tháng 4 năm 2021. Khi đó, em bé này mới 11 tuổi. Trải qua nhiều lần điều trị nhưng không mang lại hiệu quả. Một năm trở lại đây, khối u của em phát triển nhanh chóng, đến giai đoạn 4 có di căn hạch cổ hai bên trên nền rối loạn đông máu, gây phá hủy vùng mặt của em. Một cuộc hội chẩn toàn viện đã diễn ra nhanh chóng tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, quyết định phẫu thuật là phương án duy nhất để mang lại cơ hội sống cho bệnh nhân. Cháu 13 tuổi đã trải qua 3 lần điều trị nhưng mà chưa thành công. Đây là một cái khó khăn đối với bệnh nhân 13 tuổi, nữ 13 tuổi và mắc một cái bệnh theo kết quả giải phẫu bệnh là ung thư biểu mô bì nhầy. Nó khác với cái ung thư khác là cái tính chất của bệnh và đã trải qua các cái lần điều trị, và đặc biệt đó là chúng tôi rất quan tâm đến cái vấn đề đối với cháu bé đang ở tuổi trưởng thành. Chúng tôi thực hiện cái cuộc phẫu thuật này cho cháu bé cũng phải nói thật là rất trăn trở. Ở một số cơ sở khác, ở các phương pháp khác là cháu là không được lựa chọn mà phải lựa chọn là cuộc phẫu thuật. Mà lựa chọn ở cái độ tuổi này mà cắt rộng cho cháu như thế cũng không phải là dễ dàng. Cho nên là cái việc mà chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân này ở cái giai đoạn tương đối là muộn, thậm chí là nó xâm phạm mà một thời gian ngắn nữa là chèn ép đường thở, là bệnh nhân cũng không thở được. Cho nên là sự sống của các cháu là hết sức cần thiết. Một ca phẫu thuật vô cùng khó kéo dài 12 giờ đồng hồ đã diễn ra với sự tham gia của hơn 30 y bác sĩ đã triển khai cắt 2/3 khuôn mặt để nạo vét toàn bộ hạch, cắt tối đa khối u, tái tạo xương hàm trên. Mặc dù có nhiều kinh nghiệm trong kỹ thuật vi phẫu tái tạo xương hàm mặt, vạt ra xương mác, nhưng đây lại là ca bệnh rất đặc biệt mà các bác sĩ chưa từng gặp. Đây cũng là một cái ca bệnh rất là đặc biệt mà từ trước đến giờ chúng tôi chưa gặp bao giờ. Với cái kinh nghiệm xương hàm trên khoảng hơn 100 ca phẫu thuật thì ca này là ca rất là đặc biệt và phải cần sự chuẩn bị của kíp gây mê, kíp phẫu thuật. Hiện bệnh nhân đã ổn định sau ca phẫu thuật, được rút ống nội khí quản và có thể ăn theo đường miệng. Phẫu thuật cơ bản đã loại bỏ toàn bộ khối ung thư, tái tạo xương hàm mặt trên vạt da cơ xương mác. Đây cũng là trường hợp đặc biệt nhất với lực lượng nhân viên y tế lớn nhất được huy động tại đây. Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý, các quốc gia thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO hiện không cần lo ngại về các nguy cơ tấn công quân sự trực tiếp, tuy nhiên cần chú ý tới những mối đe dọa thường trực về khủng bố, tấn công mạng và phá hoại, cảnh báo được Tổng thư ký NATO đưa ra mới đây. Phát biểu tại một sự kiện ở Na Uy, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định NATO vẫn đang làm tốt nhiệm vụ phòng thủ và bảo vệ cho các nước thành viên. Tuy nhiên, tình hình thế giới lại tiềm ẩn nhiều rủi ro và mặc dù không cần lo lắng về nguy cơ bị tấn công quân sự, các nước thành viên vẫn cần cảnh giác trước những mối đe dọa như khủng bố, tấn công mạng và phá hoại đang hiện hữu dày đặc. Tuyên bố được đưa ra khi ông Stoltenberg đang chuẩn bị rời nhiệm sở vào ngày 1 tháng 10 sau 10 năm giữ cương vị là Tổng thư ký của NATO. Cựu Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte sẽ là người kế nhiệm ông. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump vừa có bài phát biểu trình bày tầm nhìn kinh tế cho đất nước nếu ông đắc cử, trong đó có nhiều kế hoạch được đánh giá là khá táo bạo. Theo đó, ông sẽ tập trung vào việc giảm thuế doanh nghiệp, giữ việc làm ở lại nước Mỹ và thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy kinh tế, bao gồm các dự án cơ sở hạ tầng lớn như đường cao tốc và sân bay. Ông đồng thời cam kết sẽ biến nước Mỹ trở thành thủ đô tiền kỹ thuật số của thế giới. Bên cạnh đó, ông Trump cũng cam kết giảm thuế doanh nghiệp từ 21% xuống còn 15% cho các công ty sản xuất sản phẩm tại Mỹ. Ông Trump cũng đề cập tới việc thành lập một ủy ban chính phủ độc lập để quản lý các khoản chi tiêu công nhằm loại bỏ gian lận và tránh lãng phí. Biểu tình rầm rộ tại Israel ngày 6 tháng 9 bước sang ngày thứ 6 liên tiếp với quy mô ngày càng lớn, thể hiện sự thất vọng và phẫn nộ của người dân với việc lãnh đạo nước này không đạt được thỏa thuận ngừng bắn để giải phóng những con tin đang bị giam giữ. Người biểu tình Israel chiếm giữ các đường phố, đốt pháo sáng và hô vang những khẩu hiệu yêu cầu Thủ tướng Benjamin Netanyahu làm nhiều hơn để đưa 101 con tin còn lại trở về an toàn. Tại Jerusalem, người biểu tình chặn các con đường và tập trung trước khu dinh thự của Thủ tướng. Hình ảnh từ trên không cho thấy tuyến đường chính ở Tel Aviv đầy người biểu tình cầm cờ và ảnh các con tin bị giết. Biểu tình lớn ở Israel diễn ra từ hôm 1 tháng 9 sau khi lực lượng phòng vệ Israel thông báo đã phát hiện thi thể của 6 con tin bên dưới một đường hầm ở phía nam Gaza. Các nhà khoa học tại Chile đang cố gắng sử dụng tảo xanh thả vào các cốc, xô và thùng chứa đầy nước trong phòng thí nghiệm của Đại học Santiago để biến thành nguồn năng lượng hiệu quả. Đây là quang điện sinh học, sử dụng một sinh vật quang hợp như rong biển để chuyển đổi ánh sáng thành năng lượng điện. Các nhà khoa học rải rong biển lên các điện cực trên các tấm pin quang điện sinh học, tương tự như loại dùng năng lượng mặt trời. Tảo sử dụng ánh sáng để oxy hóa nước và trong quá trình này, chúng giải phóng các electron. Đồng thời, các electron này sau đó cũng có thể được thu thập trong các mạch điện. Với oxy được giải phóng trong quá trình này là một lợi ích bổ sung. Các dự án tương tự trước đây đã sử dụng tảo siêu nhỏ là sinh vật đơn bào, trong khi rong biển là tảo lớn hoặc sinh vật đa bào. Tảo biển có thể được sử dụng trong một số trường hợp khi không có giải pháp thay thế. Đây là một hệ thống tốt để cung cấp năng lượng cho bóng đèn, để thắp sáng một số đèn LED. Đến đây bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.